quay trở lại với Phố Ăn Chơi và đây là chuyên mục Chơi Đề. Chơi đề cũng không biết chơi đề. Ok, và hôm nay khách mời của chúng ta là chị Payo đến từ Payo Story sẽ chơi và chị sẽ là đối thủ của mình trong trò chơi đe bong ngày hôm nay. Thật sự là mình với cả chị Payo không biết là trong cái cốc này nó là cái nước gì. Thực sự và cái đề trong này nó là cái đề gì mình cũng không biết được, nhưng mà phải chơi. Cái trò này khá là khó ấy, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng ném chúng vào cái cốc. Rồi xong đấy. Ừ, khi nào chúng ta cùng chơi thôi. Đi. Let's go. Bắt đầu. Yeah. Wow. Gọi cho một người bất kỳ trong công ty rồi thả tính họ. Ồ, tất nhiên là không phải những người ở trong văn phòng. Xin anh đây, em gọi cho Linh Xô. Ngon. Thôi, Điền sếp chửi em chết. Không gọi thử xem. Anh em có phải mở mic không? Có, một lo ngoài. Không nghe máy. Alo. Alo. Anh Phát à? Thần cận của tôi sẽ review cụ thể hơn. Xin cảm ơn. Biết. Anh Phát à? Em bảo em mới chia tay người yêu. Tối đi uống rượu với em không? Tại sao nhở? Em lần trước anh rủ em đi uống rượu mà. Ừ, đi uống không? Em mời. Đéo. Ok, thế thì thôi rủ người khác thôi nhá. Kìa, tiếc thế nhở. Wow, nữa. Nữa. Ê, lần sau cho chị chơi cái này với Vinh mua đi. Có cái đồ buồn. Uống hết ly này nhé, lưu lưu. Vãi. Ê, chính độ cái đấy nó kinh khủng lắm ý. Tôi sẽ nghĩ rằng đây là nước rau để cho da đẹp. Vì rau má với là diếp cá rất tốt cho da. Để tóc như thế. Đúng, nhưng mà cắt vào đi nhá. Ý, nó đắng lắm. Cần tây chắc. Phá hết tốt cho sức khỏe. Thề luôn ý, nhưng mà em muốn được nửa cốc không được không ạ? Đúng quá. Cố lên Chiaki. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Ban tổ chức chương trình này quá là tự nhân từ. Ôi, ôi. Ôi. Vào này, thấy chưa? Cầu được ước thấy. Công khai người yêu hiện tại của bạn. À, em biết nha. Ủa nha. Nước gì đấy? Eo ơi, sao trông kinh thế? Chị nghĩ suy nghĩ lại chưa? Tại vì thực ra là nếu như mà bố mẹ mình mà xem một video này thì chắc mẹ mình sẽ bắt cười luôn mất. Vì cứ có người yêu là mẹ mình sẽ đòi đẻ và đòi cưới. Mình rất mệt mỏi. Đòi đẻ luôn ạ, à? Ừ, nhanh thế. Không sao. Cái gì nhỉ? Cái nước này có vẻ ngon. Ngon vậy ạ? Không có lửa sẵn cả. Sao rồi chị bảo kính? Nó hồng. Không chị. À thế hồng. Chắc là hồng hồng. À thì nó là củ dền, dền xem củ dền. Nước chanh. Nước này có vẻ ngon. Ôi dồi ôi. Chị suy nghĩ lại chưa? Kinh quá. Một quả. Tôi bị rác dạ dày mất. Sau lần này chị bây giờ phải đi về chữa dạ dày mất. Mọi người ạ. Ui, chấm chua vậy. Không, nhưng mà chắc chắn là em sẽ không uống cốc đấy đâu. Em sẽ trả lời mà. Chồng chị xỉu luôn ấy. Và anh người bạn muốn cưới trong vật vờ studio à? Vinh Xô. Vinh Xô cảm giác quá là trang hoa và không an toàn. À, thế ai à? Một cái người đàn ông của gia đình và sẽ phù hợp với anh tôi. Đăng. Đăng. Đấy, anh Đăng ấy chưa? Chuẩn chưa?
Ok, không phải uống rồi đúng không? Yeah. Tôi chết rồi, tôi đến giờ rồi, đến giờ rồi. Câu nói của anti-fan mà bạn thấy hài hước nhất à? Chị bây giờ của anti-fan á? Có chứ. Có một lần cái câu chuyện là như này. Mình đi Nguyễn Kim sau mua đồ, được đấy là gần Tết rồi. Thế là mình gặp một bạn nhân viên bán hàng ở đấy. Thì bạn ấy có nhìn thấy mình không? Ố, bao nhiêu à? Rất là nice, ok. Ơ, hello, hello bạn các kiểu. Nhưng, thế xong rồi, nói thẳng mặt mình. Đâu xong rồi trong bùn đấy. Ố, vãi. À, thật đi. Xong mình cũng chỉ cười thôi. Đến lúc mà mình vừa mới bước lên cái cầu thang, thang bộ nha. Ở trên thì các bạn cảm tưởng là cái thang bộ nó như này. Thì bạn ấy chỉ đứng ngay dưới này thôi và nói chuyện với bạn kia. Ôi, có bao nhiêu đấy? Eo ơi, ở ngoài trông khác nhỉ, trông hình vãi. Chưa hết. Eo ơi, body Samsung à? Chưa hết. Đã xong rồi cái video gần nhất mình lên vật vờ. Mình đoán chắc chắn là bạn ấy comment bảo là ôi ôi, anh em ơi đừng có tin hình ảnh trên video. Ở ngoài trông không giống như thế đâu các kiểu. Thế xong rồi mình với con mình mới hỏi là ôi thế khác như nào hả bạn? Bạn bảo là cái gì mà kiểu hình như cao có mét bốn mấy, 41. Mình bảo là ôi bạn ơi, thế chị cao mét bao nhiêu? Ăn gian của mình mấy phân rồi? Thì chị bảo là chị cao mét 51. Ừ. Bạn ấy hỏi là thế ăn bớt của bạn mấy phân? Thế xong mình mới bảo là nếu mình đoán không nhầm thì bạn là nhân viên ở Nguyễn Kim. Thì lúc mà mình gặp bạn thì mình thấy là bạn mình đứng đến tầm mang tai bạn. Thì chắc bạn chỉ khoảng tầm, à mình không nói chỉ khoảng, mình chỉ bảo là thế chắc bạn mình đoán là chắc tầm mét 66, 67. Thì bạn đoán xem mình đứng mang tai bạn thì là mình mét mấy. Đấy, mình chỉ nói thế thôi. Thế tức là cái kiểu mà nhiều bạn nam ấy, cái việc mà các bạn body Samsung các bạn nữ bảo là người này lép thì là người kia, xong rồi thế này kia, quả đáng nó rất là vô duyên thật. Bởi vì các bạn thử tưởng tượng xem, nếu như mà kiểu mình nói người khác ấy, mình phải nhìn lại mình. Ví dụ bạn nói một người con gái là lép, nhưng mà bây giờ người con gái đấy mà nói với bạn là kiểu bạn chỉ là chim kiểu... nhỏ. Cái câu mà bạn chị, bạn cấp 3 chị có một đứa nói rất là buồn cười là đuôi chuột ngoái lọ mỡ. Ew, kinh quá. Thì bạn cảm thấy thế nào? Đấy, nói chung là không nên kiểu đúng, nói những cái vấn đề nhạy cảm xong rồi body Samsung người khác, không nên như thế. Đó thì mình mười điểm nhất thôi. Rồi xong. Sao? Vâng, nói chung là mình đã thua cuộc chơi này và đây là challenge cuối của mình. Các bạn thấy biết thêm được, hiểu thêm về mình, một người mới ở trong phố ăn chơi cùng Nga chị Bayo, cuộc sống đầy tương ớt thứ thứ. Nói chung là sẽ có nhiều số khác và có những nhân vật khác sẽ được lên sóng, cho nên là mọi người hãy tự theo dõi cho phố ăn chơi nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.